Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Laptor Z. Mình là Review và bên cạnh đây là một reviewer mới của channel Laptor Z, bạn Bình Minh. Và để chào mừng ngày mà mình đến làm việc tại Laptor Z thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một chương trình mới của Laptor Z chúng ta. Đó chính là Giveaway tháng 1. Và đồng thời cũng để chào mừng cho việc là Laptor Z của chúng ta đã được 4.000 sub đấy. Và mình sẽ công bố luôn thể lệ luôn nhá. Giống như là những lần trước thôi, anh em sẽ comment ở đây ba con số ngẫu nhiên. Đó có thể là số ngày sinh, ngày sinh người yêu ai, hoặc là ba cái số cuối của số series của anh em, con số nào cũng được. Và nếu như ba số anh em comment mà trùng với ba số cuối của giải đặc biệt sổ số kiến thiết miền Bắc ngày mùng 2 nhầm xin lỗi anh em ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021 thì anh em sẽ đạt được giải thưởng của chúng ta. Với giải nhất đó chính là gì Duy nhỉ? Giải nhất sẽ là một chiếc bàn phím đến từ thương hiệu Edra với mã là EK3104, một chiếc bàn phím full size. Ở lần giveaway trước thì bọn mình đã giveaway bàn phím TKL rồi, thì mình nghĩ là bàn phím full size sẽ phù hợp với cả nhiều đối tượng sử dụng hơn. Và chiếc EK3104 này thì có rất là nhiều tính năng khá là hay. Đầu tiên là dùng switch blue, thứ hai là có dây phím si rời khá là tiện cho cái anh em nào mà muốn có nhu cầu di chuyển nhiều ấy, đặc biệt là có cả RGB nữa, rất là tiện. Thế mà đấy. Và giải nhì đó chính là một combo rất huyền thoại, combo bàn phím chuột DU. Với DU M98 và một chiếc bát chuột này là một cái combo mình nghĩ là chơi game rất là tốt cho anh em nào có nhu cầu sử dụng laptop hay là máy bàn đều rất là tốt. Tại vì là phím này, là chuột này có giải LED RGB nhìn rất là đẹp, cùng với cả mắt đọc là PMW3325. Mình nghĩ là tương đối xứng đáng với tầm tiền, và đây cũng là những cái sản phẩm mà mình cũng đang sử dụng ở nhà. Ok. Nào, và đến với giải thứ 3, chúng ta sẽ có 3 chiếc USB Kingston 32GB để dành cho các anh em nào có khả như kiểu là muốn copy ảnh này hoặc là file tài liệu để đem đi in thì cũng đều rất là tiện lợi. Và đây là USB 32GB đến từ thương hiệu Kingston, hỗ trợ là chuẩn USB 3.1. Nói chung là anh em nào mà bây giờ dùng cloud nhiều mà bây giờ chúng ta muốn lưu trữ những cái dữ liệu mà chúng ta muốn bảo mật hơn, chúng ta không muốn chia sẻ cho người khác hơn, thì USB vẫn là một sự lựa chọn rất là đáng để tin cậy. Và đó là những sản phẩm giveaway trong cái chương trình giveaway tháng 1 lần này. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục tích cực tham gia và cùng với đó là tích cực subscribe cho channel của Laptor Z để bọn mình có thêm nhiều chương trình giveaway nữa trong tháng 2, tháng 3 và tháng 4, tháng 5, những cái tháng ở trong năm nay. Và đó là những cái sản phẩm giveaway và đó là thể lệ của chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cái tiết mục chính của ngày hôm nay, đó là hỏi đáp cùng Laptop AZ số thứ 22. Và lưu ý anh em giải nhất là bọn mình sẽ khuyến mại cho anh em một ít bụi, tại vì là bọn mình phải mở sản phẩm ra để check cho nó thật là kỹ càng, sử dụng hoạt động đầy đủ bình thường để anh em gửi đến anh em mới là chuẩn nhất. Và ok, để bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên của bạn Văn Trọng. Roger Strix G531 2019 còn đáng mua tại thời điểm hiện tại không ạ? G531 thì là một con máy rất là tuyệt vời rồi. Chúng mình cũng đã có rất nhiều video về em máy này ở trên kênh của Laptop AZ. Và cũng ngay gần đây thôi, chúng ta đã có một cái video xem là 2021 rồi, liệu có nên mua G531 hay không. Nếu như mà bạn có thời gian, chúng ta hãy thử tìm hiểu ở trong video nào có một cách chi tiết nhá. Hoặc là link video mình sẽ để dưới phần mô tả. Để video ở bên dưới này nhé. Và để tóm tắt lại video đấy thì mình nghĩ là vẫn tương đối đáng mua với số tiền mà chiếc G531 đang có tại thời điểm hiện tại. Đó là câu trả lời của bạn Minh, của câu hỏi bạn Văn Trọng. Câu hỏi thứ hai của bạn Trọng Nhân Nguyễn. Anh ơi cho em hỏi là G512 và theo F15 thì máy nào chiến Genshin Impact tốt hơn? Em cảm ơn hai anh. Với câu hỏi này, nếu như mà bạn có đủ tài chính để lấy G512 thì theo mình bạn nên lấy G512, bởi vì đây là một sản phẩm cao cấp hơn này. Nó sẽ có thêm cả kem kim loại lỏng này, thiết kế đỉnh hơn và tản nhiệt cũng tốt hơn hẳn nữa. Theo mình sẽ là một sản phẩm đáng lựa chọn khi mà chúng ta sử dụng lâu dài. Và đó là câu trả lời của bạn Bình Minh cho câu hỏi của bạn Trọng Nhân Nguyễn. Câu hỏi thứ ba của bạn IMGHX. Chào anh, cho em hỏi lát nào giá mềm mà có tiêu chuẩn Evo của Intel và cụ thể là i5 thế hệ 11 ạ, em cảm ơn. Tiêu chuẩn Evo à? Ở đây thì có thể là các anh em cũng chưa được biết nhiều về cái tiêu chuẩn Evo này thì mình cũng sẽ giới thiệu luôn. Tiêu chuẩn Evo là tiêu chuẩn do Intel đặt ra và chúng ta sẽ có ít nhất là CPU Intel i5 từ thế hệ thứ 11 trở lên, và sẽ đi kèm với đó là những cái như kiểu là thời lượng pin ít nhất từ 9 tiếng trở lên, có Thunderbolt 4 hoặc là và Wi-Fi 6. Thì đây là những cái tiêu chuẩn nó rất là cao cấp ấy, nó khá là cao cấp. Chính vì vậy là giá của những chiếc máy mà có trang bị Evo này thì nó cũng cao cấp không kém đâu. Chúng ta sẽ có Dell XPS 9310 hoặc là HPNV 13, hoặc thậm chí là còn có cả MSI Prestigate 14 Evo nữa. Và giá của những chiếc máy này nó khá là cao đấy, nó cũng sẽ tầm khoảng từ ít nhất là 25 triệu trở lên. Và rẻ nhất đó chính là cái chiếc mà MSI Prestigate 14 Evo mà mình vừa giới thiệu ở trên kia.
Và mình nghĩ là trong một thời gian nữa thì khả năng cao chúng ta sẽ có thêm nhiều những sản phẩm giá mềm hơn, nhưng mà cũng khả năng cao không đạt được tiêu chuẩn Evo, tại vì pin nó phải trên 9 tiếng mà ít khi những chiếc laptop gaming mình giá những chiếc Ultrabook giá mềm ấy đã đạt được cái tiêu chuẩn đấy. Nhưng mà không sao, mình nghĩ là trong tầm 20 triệu thì mình nghĩ giá cũng khá là phù hợp rồi. Ok, đến với câu hỏi thứ tư của bạn Jinpe TV. Cho em hỏi là những laptop mà dùng card 1660 rẻ nhất hiện nay bao gồm là những laptop nào ạ? Rẻ nhất hiện nay trên thị trường bạn có thể kiếm được ấy thì có rất là nhiều những mức giá khác nhau. Nhưng mà mình chỉ nói ở trên cửa hàng laptop Z nhá, sẽ có một mẫu mà mình nghĩ là rẻ nhất là chiếc FX505 với CPU Ryzen 7 3550H cùng cả đồ họa GTX 1660 Ti, là một trong những mẫu máy sử dụng 1660 Ti rẻ nhất. Và nếu bạn muốn một chiếc máy mới mà là một chiếc máy có hiệu năng tốt, những cấu hình rất là mới hiện nay, thì mình nghĩ là có mẫu Evo Gaming 15 sử dụng 1660 Ti, có i7-9750H, 16GB, mình nghĩ là sẽ tương đối là phù hợp với bạn nào mà cần một chiếc máy có 1660 Ti mà giá là phải mềm. Đó là câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn Jinpe TV. Cảm ơn Duy. Đến với câu hỏi thứ 5 của bạn Hùng Trần Huy. Anh có thể cho so sánh cho em là hai con TWS A17 bằng 1660 Ti và MSI GF75 1650 Ti được không? Với cả em nghe bảo là MSI gia công thì không được tốt là bằng Asus, có đúng không ạ? Nhu cầu của em chủ yếu là gaming, vẽ kỹ thuật, thỉnh thoảng chỉnh sửa video và cần màn 17 inch. Với câu hỏi của bạn thì mình muốn trả lời ý đầu tiên như sau, là MSI có gia công không tốt bằng Asus. Thì mình nghĩ là trong khoảng 1 đến 2 năm gần nay, như là MSI gần như không có thay đổi quá nhiều về chất lượng hoàn thiện của máy lẫn thiết kế nhiều lắm. Thế nên là khá là đúng cho khoảng 1 đến 2 năm nay, mình nghĩ là TWS A17 sẽ có chất lượng hoàn thiện cứng cáp hơn đôi chút so với cả chiếc MSI GF75. Ngoài ra thì với nhu cầu của bạn thì hai máy đều đáp ứng tương đối là tốt. Nhưng với chiếc A17 thì có hẳn 1660 Ti, thì cái hiệu năng chơi game hay hiệu năng làm việc cũng vượt trội hơn hẳn so với cả 1650 Ti bình thường. Và nếu bạn có thêm một chút tài chính nữa thì mình nghĩ là nên lấy G731. Tại vì G731 hiện tại cũng 17 inch nhá, có khoảng 25 triệu là sử dụng 1650 rồi, hoặc là 29 triệu cho bản 1660 Ti, sẽ tùy vào tài chính của bạn. Mình nghĩ là trong tầm tiền này thì mình sẽ lấy A17 và cố thêm một chút tiền lấy G731 là hợp lý nhất. Đó là câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn Hùng Trần Huy. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hưng Phan. Anh ơi, em học xây dựng, nếu như là mua combo như kiểu là MSI Bravo có ổn không ạ? Và tầm giá đó thì có còn con nào ổn không ạ? Combo AMD. Combo AMD của Bravo thì mình nghĩ là khá rẻ, mức giá 17 triệu là cũng rất hợp lý cho anh em nào mà làm về đồ họa kỹ thuật, làm về CAD nhiều, thì cái combo của các Nvidia, các AMD làm tương đối tốt nếu mà so với Nvidia. Và đặc biệt là nếu anh em nào mà theo dõi những cái bài test mà của SpecViewPerf, những bài test về viewport ấy ở trên những phần mềm CAD, thì ví dụ như SolidWorks chẳng hạn, thì các AMD cho cái hiệu năng tốt hơn so với cả Nvidia GTX. Thì mình nghĩ là combo AMD đấy cũng tương đối phù hợp với anh em nào làm những công việc về CAD. Và đó là câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn Hưng Phan. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 7 của bạn Long Đạt. Cho em hỏi là sang năm 2021 thì giá laptop gaming của năm 2020 giá có giảm đi không? 2021 thì chắc chắn là giá của laptop 2020 chắc chắn sẽ có giảm đi rồi. Có, nhưng mà nó sẽ không nhiều đâu. Bởi vì là năm 2020 của chúng ta là một năm mà có sự bùng nổ rất là lớn ở trong thị trường laptop. Những mẫu laptop của 2020 này thì thường là nó sẽ sử dụng rất là tốt rồi. Và khi mà chất lượng nó đã tốt rồi thì cái khả năng mà nó giảm giá nó cũng không cao đâu. Và thường những cái dòng sản phẩm laptop gaming chính hãng thì hãng là khi mà họ đã ra mắt 2021 rồi thì họ sẽ không sản xuất 2020 nữa. Tại vì nếu họ sản xuất 2020 thì họ bán 2021 cho ai? Mà thường những cái sản phẩm sách tay là những sản phẩm mà 2020 sẽ giảm giá nhiều hơn là những sản phẩm chính hãng. Đấy, em sẽ lưu ý cái điều đấy khi mà chúng ta mua hàng nhé. Đó là câu trả lời mình cho câu hỏi bạn Long Đạt. Tiếp theo là câu hỏi thứ 8 của bạn Phúc Gia Dạ. Phúc Phan Gia. Cho em hỏi là laptop dưới 17 triệu nào để viết code, chơi game và đồ họa có không ạ? Với câu hỏi của bạn thì mình thấy sao? Tại vì là viết code với cả đồ họa, thậm chí là chơi game, nó cũng là những cái phạm trù nó rất là rộng. Ở đây thì bạn lại không trả lời nó. Không biết rằng là bạn code ở mảng nào, sẽ còn đồ họa ở mảng nào. Nói chung là nó hơi mông lung một chút. Với mình ấy thì mình nghĩ là mình sẽ chia ra thành hai kiểu để cho bạn có thể dễ hình dung. Đầu tiên, nếu bạn chơi game cơ bản, nếu bạn code nhẹ nhàng, code web hay là code C, thậm chí kể cả MATLAB, thì chúng ta có thể sử dụng ZenBook Q107iQ của Asus, là một trong những mẫu máy có tính di động tốt, hiệu năng cao và đáp ứng đầy đủ những nhu cầu của bạn.
Mà nếu bạn làm về nặng hơn một chút, chúng ta code về game hay chúng ta code về máy ảo, hoặc là chúng ta làm đồ họa về 3D, chúng ta edit video nặng, chơi game nhiều, chúng ta có thể tham khảo những mẫu như là Acer Nitro 5 hoặc là IdeaPad Gaming 3 cho tầm tiền, hoặc là chiếc HP Pavilion Gaming 15. Mình nghĩ là trong tầm 17 triệu thì chúng ta cũng chỉ có từng đấy những sự lựa chọn laptop gaming thôi. Và đó là câu trả lời mình cho câu hỏi bạn Phúc Văn Gia. Hy vọng lần sau bạn sẽ hỏi kỹ hơn về cái nhu cầu sử dụng của bạn, bạn sử dụng những cái phần mềm gì thì chúng mình có thể dễ trả lời và dễ tư vấn cho bạn nhất nhé. Câu hỏi thứ 9 của bạn Brian FF. 18 triệu mà mua laptop nào để chơi Free Fire, yêu cầu là phải max setting lâu dài mà lại còn để làm YouTube nữa. Lúc đầu mà tôi nghe câu hỏi này, bạn ghi là FF, tôi tưởng là Final Fantasy. Nhưng mà hóa ra là Free Fire. Thì với Free Fire thì cấu hình của chiếc máy này thì cũng chỉ cần là một chiếc máy có CPU-H thôi để giúp mình chạy giải lập tốt nhất mà. Thì chúng ta có G3-3590 Line New, hoặc là IdeaPad Gaming 3, hoặc là Acer Nitro 5, cùng với đó là HP Pavilion Gaming 15, là những mẫu máy theo mình đánh giá tốt trong tầm tiền khoảng 18 triệu đổ về. Còn với cá nhân mình sẽ thêm một chút tài chính để lấy G531 để sử dụng trong một thời gian dài nữa. Chúng ta không cần lo nghĩ gì về cấu hình, sức mạnh và hiệu năng trên máy đấy mang lại. Đó là câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn Brian FF. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Đức Thịnh Dương. Chào hai anh, em học quản lý xây dựng và có chơi một vài game, ví dụ như là LOL, FO4, PUBG, thì có thể mua máy nào với tầm giá dưới 20 triệu, sử dụng tầm 4 đến 5 năm không ạ? Ngày xưa tôi đi đại học, tôi định thi vào ngành này. Mới tội là ngành này bạn có rất là nhiều việc phải làm, chúng ta phải hiểu về đồ họa kỹ thuật, sức bền vật liệu, rồi cơ học cơ sở, thậm chí là kể cả kinh tế nữa. Có rất là nhiều cái điều mà chúng ta cần phải nghiên cứu và học. Và nếu các bạn cần có nhu cầu đi thực địa cũng rất là nhiều. Chúng ta quản lý dự án mà chúng ta phải đi thực hiện rất là nhiều để xem, để theo dõi. Và cái nhu cầu của bạn thì mình nghĩ là lấy G531 Line New hoặc là i540 Lenovo ấy. Line New thì mình nghĩ sẽ rất là đáng giá trong tầm tiền. Và nếu bạn muốn tập trung học hơn và muốn một chiếc máy bền bỉ mang ra ngoài thực địa mà không phải lo nghĩ gì vấn đề là bụi bặm hay là chúng ta va đập ấy, chúng ta nên tham khảo những mẫu máy chạm, và những mẫu máy chạm thì sẽ phù hợp với cái nhu cầu làm việc chúng ta nhất. Là những chiếc như là 5510 của Dell hoặc 7510 của Dell, hoặc là chiếc HP ZBook 15G3 của HP. Mình nghĩ là những mẫu máy đó sẽ phù hợp với bạn nhất. Còn nếu bạn muốn chơi game thì chúng ta có thể tham khảo mẫu gaming như là G531 hoặc là i540 nhé. Câu tiếp theo của bạn Đoàn Tiền Thắng Lên, Đoàn Doãn Tiền Thắng Lên. Cho em hỏi là 20 triệu, 20 củ yêu cầu FO4 làm việc 2D, Photoshop Premiere 3D ZBrush thì nên chọn máy cũ gaming hay là workstation, vì gaming giá rẻ hơn rất là nhiều. Thì câu hỏi này mình sẽ xin phép trả lời bạn luôn là với gaming ấy, không những rẻ hơn về mặt hiệu năng mà thậm chí là hiệu năng trên máy đấy còn tốt hơn so với cả những cọc đồ họa Quadro, đặc biệt là những cái phần mềm 3D bạn vừa kể như là 3D ZBrush ấy. Thậm chí là Adobe Premiere Pro thì những cọc đồ họa GTX cũng sử dụng tốt hơn nữa. Những cái máy workstation thì sẽ phù hợp với bạn nào làm CAD nhiều hơn, mà về kỹ thuật đồ họa, vẽ kiến trúc hay là vẽ cơ khí, chúng ta sẽ sử dụng nhiều đến những máy chạm hơn. Và mình nghĩ là chọn laptop gaming cũ sẽ là một sự lựa chọn hợp lý nhất mà bạn nên lựa chọn tại thời điểm hiện tại. Và đó là câu trả lời mình cho bạn. Nhưng mà thực ra là 20 triệu thì chúng ta có thể mua luôn cả gaming mới mà. 20 triệu gaming mới thì mình có những cái đề xuất gì chúng không? Chúng ta sẽ có cả IdeaPad Gaming 3 này, hoặc là Acer Nitro 5, cũng đều là những chiếc máy mới và chỉ trong tầm giá khoảng 20 triệu thôi. Ngon. Thế 20 triệu còn mẫu máy nào không? Dell nữa thì là Dell G3 3.5 thì cũng khoảng 20 triệu. Mình nghĩ cũng sẽ hợp lý nếu bạn không nhất thiết phải mua Line New. Bởi vì là trong cái tầm khoảng 20 triệu ấy thì máy gaming nó sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn về giá khi mà so với cả workstation. Cả giá lẫn hiệu năng. Ok, đó là câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn Doãn Tiến Thắng Lê. Câu hỏi tiếp theo là anh Duy May Mắn. Anh Duy May Mắn à? Trao hỏi laptop từ 20 đến 30 triệu để chơi game nặng, học tập luôn, edit video đồ họa để mua máy nào? 30 triệu rồi, MacBook 30 triệu MacBook rồi. Thì chúng ta, nếu như mà bạn sử dụng những cái máy mà sử dụng bản của AMD, chúng ta sẽ có Legion 5 này hoặc là HP Omen. Còn nếu như mà bạn sử dụng những máy mà sử dụng chip Intel, chúng ta sẽ có GL65 hoặc là Legion 5 bản Intel, hoặc thậm chí cả G731 nữa. Còn đối với bản thân mình thì mình sẽ lựa chọn HP Omen, một chiếc máy MacBook luôn. Chúng ta sẽ có lợi thế về tất cả yếu tố, cả về ngoại hình đến cả thậm chí cả về hiệu năng nữa. Đây là một con máy rất là tuyệt vời trong tầm giá 30 triệu mà bạn có thể lựa chọn. Và mình nghĩ là HP Omen có một lợi thế nữa cho bạn nào làm edit video và đồ họa là màn hình có phổng màu tốt và cái độ sáng màu ở mức tương đối sẽ rất là phù hợp với bạn nào làm về đồ họa hay đêm. Đó là câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn anh Duy May Mắn. Còn tiếp theo là câu hỏi của bạn Quang Trần Minh. Anh cho em hỏi là em có nhu cầu tập học ngôn ngữ, cốt vừa và gaming PUBG thì có máy nào chơi tốt nhất trong tầm tiền loanh quanh 17 triệu. Em cảm ơn và chúc kênh phát triển. Chơi PUBG à? PUBG, không biết PUBG Mobile là PUBG PC, nhưng mà có lẽ anh em mình đây là PUBG PC đi. Tại vì chơi PUBG PC được thì PUBG Mobile nó cũng vô tư.
Nhưng mà PUBG PC nó cũng không phải là một cái, không phải là một cái con game mà nó cũng nhẹ nhàng đâu. Cũng chúng ta cũng không thể nào mà lựa chọn những cái máy mà có cấu hình mà không ổn một tí. Với câu hỏi của bạn, chúng ta, bạn cũng đã nói rõ là bạn ở đây học ngôn ngữ, cốt vừa và cả gaming ở đây là game PUBG nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn Zenbook Q407 EQ thì sẽ là một sự lựa chọn mà nhẹ nhàng nhất. Tuy nhiên thì đây lại không phải là một con máy gaming. Nó sẽ không cho bạn một cái hiệu năng mà chơi game nó gọi là thoải mái nhất đâu. Nếu như mà để cho bạn muốn chơi game nhiều thì chúng ta có thể lựa chọn những mẫu như là HP Pavilion Gaming 15 hoặc là Acer Nitro 5 cũ. Thì đây sẽ là những chiếc máy gaming sẽ phù hợp để bạn chơi những game như kiểu là PUBG, đồng thời vẫn thừa có khả năng để bạn có thể học code hoặc là học ngôn ngữ nữa. Cái điểm trừ duy nhất của những chiếc laptop gaming thường là có cân nặng cao hơn và thời lượng pin nó sẽ không tốt bằng những dòng sản phẩm Ultrabook. Thì đấy, thì nhưng mà chúng ta buộc phải đánh đổi thôi. Cũng phải đánh đổi, không cách nào khác cả. Câu hỏi tiếp theo của bạn Cao Minh Quân. Anh ơi, chơi mỏi Asus A512i510210U và mấy X250 chơi LOL Max setting được bao nhiêu FPS? Với máy này có bị lỗi vàng gì không? Thì mình xin phép được trả lời luôn, tại vì mình hay chơi LOL trên những chiếc Ultrabook. Thì mình chưa test qua Max setting. Mình nghĩ là những chiếc máy này mình để medium setting là mình nghĩ là vừa đủ rồi. Nó vừa có hình ảnh đẹp và vừa chơi game được mượt. Thì mình để medium setting thì max FPS mình được khoảng 130 và trung bình mình khoảng 70 ở max ARAM. Nghĩa là map có nhiều hiệu ứng này, nhiều tướng nhất có thể mà chỉ tụt xuống khoảng 70 thôi. Nghĩa là rất là tốt để anh em chơi nhẹ nhàng tình cảm, không nhất thiết phải hardcore quá. Thì A512 sẽ hoàn toàn vô tư. Còn việc hỏng lỗi vặt hay không thì mình thấy là laptop Asus hiện tại thì bán được nhiều nên là lỗi cũng xảy ra nhiều hơn. Tại vì lỗi sản phẩm trên một chiếc sản phẩm điện tử ấy thì nó dựa vào chúng ta bán được nhiều không hay không thôi. Tại vì là bán nhiều thì lỗi nhiều là đương nhiên rồi. Đồ điện tử thì không biết trước được bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ là A412 vẫn rất là nhiều người tin tưởng, nhiều người mua. Nên mình nghĩ là chả lý do gì chúng ta không mua cả, không phải lo nghĩ gì nhiều đâu. Đó là câu trả lời mình cho câu hỏi bạn Cao Minh Quân. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 15 đến từ bạn Cao Thủ Đồng TV. Vẫn quen mặt ha. Cho em hỏi là tại sao không nên cài lại Win cho laptop có RGB ạ? Tại mấy người bạn em bảo là không nên cài lại Win của lab, không thì nó sẽ không quản lý được và lên LED. Ở đây thì cái lỗi mà không quản lý và lên LED được, nó thực ra là chỉ là do là chúng ta thiếu cái phần mềm của hãng khi mà bạn cài lại Win thôi. Cho nên là bạn hoàn toàn có thể cài lại thoải mái. Và bạn chỉ cần nhớ là cài lại đầy đủ các app của hãng và các cái app mà quản lý LED là được rồi. Chỉ trừ Asus ra là một hãng làm driver nó hơi phức tạp một chút, bạn phải cài đúng những cái phần mềm theo đúng thứ tự thì mới nhận ok. Còn nếu bạn cài sai thứ tự nó sẽ có một chút vấn đề. Nói chung là hy vọng cho những năm tiếp theo thì Asus sẽ cải tiến về cái vấn đề driver phần mềm hơn. Đó là câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn Cô Đồng TV. Đến với câu hỏi thứ 16 của bạn XO. Chào AD, cho em hỏi là MSI Bravo 15, Legion 5 và HP Pavilion Gaming 15 tất cả đều chạy chip Ryzen 5 4600H thì con nào đáng mua nhất trong tầm tiền với nhu cầu chơi game là chủ yếu ạ? Ở đây thì ba chiếc máy này không cùng tầm tiền đâu bạn ạ. Legion 5 sẽ có giá cao hơn hẳn với hai chiếc kia. Đây là một chiếc máy ở phân khúc cao hơn so với hai chiếc còn lại mà bạn đang phân vân. Chính vì vậy, Legion 5 chính là một sự lựa chọn đáng mua trong ba chiếc máy này. Chúng ta nếu mà có số tiền kiểu mắc pinh nhất cao thì chúng ta lấy hẳn máy đắt nhất thôi. Nhưng mà lại có một vấn đề là MSI Bravo 15 có RX 5300M. Nếu mà bạn muốn có một chiếc máy hiệu năng cao nhất nhé, thì MSI Bravo 15 lại là một sự lựa chọn. Tại vì RX 5300M hiện tại nó mạnh gần bằng 1060 ngày xưa. Đấy, nó mạnh hơn 1650T, nó kinh khủng như thế anh em ạ. Sau một thời gian mà RX 5300M. Nhưng mà xét cái tổng thể khi mà chơi game thì Legion 5 nó sẽ đem lại cho chúng ta cái cảm giác nó tuyệt vời hơn. Đúng, nhưng mà hiệu năng cao nhất thì vẫn là phải là Bravo. Đấy, mọi thứ nó lại không được như ý do nhiều anh em thích. Chúng lại phải đánh đổi thôi. Lại phải đánh đổi hết. Câu tiếp theo, câu hỏi của bạn Duy Hưng Nguyễn. Cho em hỏi Acer Nitro 5 10300H với 1650T và Asus ROG A15 Ryzen 7 1650Ti cùng tầm giá 22 triệu thì nên chọn chiếc máy nào để xài lâu dài? Em là dân xây dựng hoặc bên mảng dự án? Thế thì đúng rồi. Ở đây thì mọi người có thể là sẽ hơi phân vân một chút. Một chiếc máy thì sẽ có hiệu năng cao hơn với Ryzen 7 4800H, còn bên kia thì chỉ là i5 10300H thôi. Nhưng mà chúng ta nếu như mà để sử dụng lâu dài thì chúng mình khuyên bạn có thể sử dụng chiếc Acer Nitro 5 hơn. Bởi vì chiếc máy này sẽ cho chúng ta một cái nhiệt độ rất là ổn định, rất là tuyệt vời và mát mẻ hơn hẳn so với lại cả chiếc TUF A15 kia. Đồng thời thì bản thân chúng mình khi mà sử dụng thì thấy rằng là chiếc Acer Nitro 5 cũng được hãng hoàn thiện và xây dựng một cách rất là chắc chắn và có cảm giác an tâm hơn khi sử dụng lâu dài. Còn nếu như mà bạn học xây dựng thì chúng ta còn có thể, nếu như mà muốn sử dụng lâu dài, chúng ta có thể tham khảo thêm cả các dòng máy chạm trong cùng tầm giá nữa. Ví dụ như kiểu là Dell 5510 hoặc là Dell 7510 hay là HP Zbook 15G3 thì cũng đều là những chiếc máy chạm rất là tốt trong tầm giá này rồi.
Ok. Nhưng mà hiệu năng của TS15 cũng tốt mà nhỉ. Ryzen 7 8 x 16 luôn cũng là một cái hiệu năng rất là kinh khủng mà. Nếu bạn ưu tiên mà... hiệu năng ấy thì mình nghĩ là vẫn có thể lấy A15. Đây là bạn này muốn xài lâu dài. Còn muốn xài lâu dài thì cứ nhiệt độ mát mẻ mà pha thì mình lấy là Ryzen 5 sẽ ổn định hơn. Còn tiếp theo của bạn Bách Nguyễn. Giờ G512 có đáng mua không ạ? Vì ra Tết em đi công tác, khả năng là không chờ được Switch G2021 với bản cấu hình phổ thông. Em chỉ chơi game thôi, chủ yếu là lựa chọn i5, i7 và em có thể nâng lên 16GB. Nói chung là bạn không chờ đến năm 2021. À, thực ra vẫn là năm 2021, nhưng bạn không chờ được cái phiên bản Switch G2021 bản cấp thấp ấy, bản phổ thông ấy thì là quá đáng tiếc cho bạn. Nhưng mà thôi, chúng ta phải có lựa chọn Switch G512. Thì với G512 chúng ta có thể chọn i5. i5 là đủ để chơi game rồi. Hoàn toàn đủ để bạn mở tab YouTube lên xong ngồi chơi LOL, chơi những game nhẹ nhàng tình cảm. Và lấy cái số tiền chênh lệch so với i7, chúng ta lắp thêm RAM 16GB là một sự lựa chọn thông minh và khôn ngoan tại thời điểm hiện tại. Còn i7 thì mình nghĩ là sẽ hơi dư. Nhưng mà nếu mà bạn có tiền mua i7 thì mình vẫn khuyên cáo bạn mua i7. Tại vì là nếu chúng ta mua i7 về sau một thời gian nữa chúng ta có thêm tài chính, chúng ta lắp thêm RAM được. Nhưng mà CPU thì không. Đấy, thế nên là mình nghĩ là i5 sẽ phù hợp tại thời điểm hiện tại, còn i7 sẽ phù hợp cho tương lai hơn. Thì đó có trả lời mình cho bạn Bách Nguyễn nhé. Mình sẽ lấy i7. Còn tiếp theo của bạn Phong Lai. GL75 1650 hoặc là Nitro 5 2020 1650. Mong anh hoặc giải đáp giúp em ạ. Câu này nó hơi cụt cụt kiểu gì nhỉ? Giải đáp bây giờ không biết giải đáp kiểu gì. Thì hai máy này, một máy là 17 inch, một máy là 15 inch. Với cá nhân mình thì 17 inch có tốt không? Thực ra thì mình sẽ sử dụng là máy 15 inch hơn bởi vì nó vừa với cái tầm sử dụng của mình hơn. 17 inch thì hơi to. Còn với Duy thì Duy nghĩ là GL75, Duy thích cái 15 hơn vì Duy thích màn hình cao to hơn. Cùng với nó hiệu năng GL75 nó bùng hết sức mạnh. Trong khi Nitro 5 chỉ cần mát và gọn nhẹ thôi. Nên là hiệu năng GL75 nó mới nóng hơn. Ừ thì tất nhiên là GL75 nóng hơn nhưng hiệu năng nó cao hơn rồi đúng không? Cứ hiệu năng cao là quan tâm nhất. Đó là câu trả lời mình cho bạn Phong Lai. Là sao bạn hỏi kỹ hơn để bọn mình có thể dễ dàng. Đây bạn chỉ có mỗi con này o con này thì mình cũng không biết là phải so sánh cái gì nữa. Vì mỗi máy nó có ưu nhược điểm khác nhau lắm. Okay. Và câu hỏi cuối cùng của bạn Kim Ngân. Anh ơi, mình nên mua laptop hay PC để chơi game lâu dài vậy ạ? Giống kiểu bây giờ nên mua xe máy hay là đi mua ô tô đi cho lâu dài. Câu này thì nó hơi trừu tượng, nó hơi khó để trả lời. Nhưng mà mình sẽ trả lời một cách như sau. Đầu tiên là tùy vào cường độ bạn sử dụng. Nếu chúng ta sử dụng một ngày cho chiếc máy tính là khoảng 2-3 tiếng, thậm chí 4 tiếng thì mình nghĩ là dùng laptop vẫn rất là ok, rất là vô tư. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng cho một ngày dài khoảng 6-7 tiếng, 7-8 tiếng chúng ta làm việc văn phòng ấy, chúng ta không mang đi mang lại nhiều thì PC vẫn là một sự lựa chọn đáng để cân nhắc nhất. Còn mình nghĩ là dùng 2-3 tiếng hoặc là dùng ít trong một ngày thì mình nghĩ là dùng laptop vẫn rất là vô cơ để chúng ta chơi game. Đó là câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn Kim Ngân. Và đó là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Và nếu các bạn có những băn khoăn, nếu có những câu hỏi thì có thể comment dưới phần bình luận, ở dưới phần comment này nhé. Để bọn mình dễ dàng tổng hợp và trả lời anh em trong những video tiếp theo. Và đừng quên là tham gia những chương trình giveaway hấp dẫn. Và đặc biệt là những chương trình giveaway này bọn mình sẽ sớm trả lời cho anh em. Và số giveaway tiếp theo bọn mình sẽ trả kết quả cho anh em số giveaway tiếp theo nhé. Và bây giờ thì xin chào. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye anh em.